thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo. Câu nói của Hồ Nguyên Chương đã là câu nói khắc ghi từ ngàn xưa cho đến tận ngày hôm nay, đó là đề cao lòng dân, vai trò của dân, niềm tin của dân. Nếu muốn giữ nước mà lòng dân không theo, thì ắt sẽ có những bài học đắt giá phải trả bằng xương máu. Ngày nay cái tên Hồ Nguyên Chương còn khá xa lạ với nhiều người, cũng bởi tại ông là con của Hồ Quý Ly, mà chỉ có trong 7 năm trị vì ngắn ngủi. Tuy nhà Hồ đã có những cải cách vượt bậc, cũng chăm lo đời sống nhân dân và gồng mình chống giặc ngoại xâm, nhưng nhà Hồ suy vong cốt là ở chỗ không thuận lòng dân. Hồ Nguyên Chương sinh năm 1374, tại kinh thành Thăng Long, hiệu là Nam Ông. Hồ Nguyên Chương là con trưởng của Hồ Quý Ly. Dưới triều thời Trần, Hồ Quý Ly là một quý tộc có thanh thế trong triều, vì hai bà cô ruột cùng lấy vua Trần Minh Tông, một bà sinh ra Trần Duệ Tông và một bà sinh ra Trần Hiền Tông. Chính vì mối quan hệ này, cha con Hồ Nguyên Chương rất được lòng vua Trần Nghệ Tông tin dùng và che chở. Vào cuối thế kỷ 14, đất nước ở trong tình trạng loạn lạc, triều Trần đã bị lung lay tận gốc. Nhân hoàn cảnh đó, Hồ Quý Ly, một quý tộc có vây cánh và thanh thế trong triều, đã lấn át dần quyền lực nhà Trần. Đến năm 1400, Hồ Quý Ly lật đổ triều Trần, lên ngôi vua, đặt tên nước là Đại Ngu, rời kinh đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa. Lúc ấy Hồ Nguyên Chương được 20 tuổi, là con trai trưởng, còn có người em là Hồ Hán Thương, là con trai thứ, đều là cháu ngoại vua Trần Minh Tông. Ông là con trưởng, nhưng không được cha truyền ngôi. Hồ Quý Ly trong lòng muốn lập con thứ Hồ Hán Thương làm thái tử, bèn ra câu đối dọ ý Hồ Nguyên Chương như sau. Hòn đá lạ bằng nắm tay này, có lúc làm mây, làm mưa để nhuần thấm sinh dân. Hồ Nguyên Chương khiêm tốn trả lời. Cây thông nhỏ mới ba tấc kia, ngày sau làm gương làm cột để chống nâng xã tắc. Biết ông cũng tỏ ý không màng ngôi cao, chỉ mong được phụng sự đất nước. Nên cha của ông quyết định truyền ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương. Tuy nhiên, nhà Hồ trên danh nghĩa là cướp ngôi nhà Trần, nên nhà Hồ không được lòng dân. Lúc bấy giờ, nhà Minh ở phương Bắc đang ổn định về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội, nên vua Minh Thành Tổ bắt đầu có ý định đem quân sang xâm lược nước ta. Từ năm 1404, mối quan hệ bang giao giữa hai nước càng trở nên gay gắt, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sang năm 1405, quân nhà Minh bắt đầu xâm lấn các vùng biên giới phía Bắc. Trước tình hình trên, nhà Hồ lập tức họp bàn kế sách khẩn cấp. Trong cuộc họp, có người khuyên nên đánh để trừ mối lo về sau, có người lại cho rằng nên tạm hòa, chiều theo ý chúng để hoãn binh thì hơn. Khi được người em là Hồ Hán Thương hỏi ý kiến, Hồ Nguyên Chương đứng dậy, tay nắm chặt quả quyết. Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo. Hồ Quý Ly lúc đó cũng ngồi dự họp, nghe được câu nói khí khái, bèn ban tặng cho Hồ Nguyên Chương cái hộp châu bằng vàng. Thực ra, Hồ Nguyên Chương nói như vậy là vì trước đấy, với những cải cách táo bạo đi trước thời đại của Hồ Quý Ly, cùng với việc chiếm ngôi nhà Trần, đã gây nên nhiều phản ứng quyết liệt trong giới sĩ phu đương thời và không thu phục được lòng người. Đất nước đang đứng trước chiến tranh, tuy nhà Hồ cũng đã có những năm tháng ngoại giao mềm mỏng, chịu lép vế trước nhà Minh, nhưng vẫn không có kết quả khả thi. Hồ Quý Ly cùng với Hồ Hán Thương tập trung xây dựng thành Tây Đô tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa để chuẩn bị cho chiến tranh với phương Bắc. Còn Hồ Nguyên Chương chỉ huy đắp thành Đa Bang, lấy gỗ đóng cọc ở sông Phú Thọ và đưa quân đi đóng giữ các nơi hiểm yếu khác. Năm 1406, quân nhà Minh chính thức kéo quân vào xâm lược nước ta. Nhà Minh cho tướng Trương Phụ và Mộc Thạch đem 20 vạn bộ binh, kỵ binh và hàng chục vạn phu dịch sang xâm lược nước ta. Lấy cớ phu Trần, diệt Hồ, nên dân ta một lòng tuân theo nhà Minh. Quân nhà Hồ đã chiến đấu quyết liệt, nhưng do quân nhà Hồ trăm vạn, nhưng không một lòng, nên đã nhiều phen đại bại trước các mũi tiến quân mạnh mẽ. Đội quân nhà Hồ có chặn đánh quyết liệt, nhưng cũng thất thủ nặng nề, phải rút quân về giữ phòng tuyến ở Nam Sông Hồng. Quân Minh phương Bắc thừa cơ hội đã tập trung binh lực vượt sông Hồng, đánh như vụ bão vào thành A Bang. Đến cuối năm Bính Tuất, tuyến phòng ngự của quân nhà Hồ ở thành A Bang cũng thất thủ và rơi vào tay giặc. Cha con nhà Hồ lui về thành Thăng Long, quân địch từ A Bang tiếp tục tràn xuống chiếm Lương Kinh thành Thăng Long. Quân nhà Hồ một lần nữa rút lui xuống miền hạ lưu sông Hồng. Quân nhà Minh ngùng ngùng đuổi theo, nhà Hồ lại chạy ra biển, rồi rút vào Thanh Hóa. Về đến Mã Giang, quân Minh đuổi kịp, đánh cho quân Hồ lại một phen tan tác. Nhà Hồ lại bỏ chạy thục mạng. Sau khi từng bước thất bại trước sự tấn công của quân Minh, tháng 6 năm 1407, trên đường chạy vào Tân Bình, khi đến vùng cửa biển Kỳ La, Hồ Quý Ly cho gọi người dân bản xứ đến để hỏi. Một ông lão ra gặp vua và thưa rằng, xứ này tên là Kỳ Lê, trên có núi Thiên Cầm là điều không lành, xin chớ lưu lại. Hồ Quý Ly vô cùng tức giận cho rằng ông lão kia nói điều quái gở, liền chém đầu và ở lại đây để chống giặc.
ngày 10 tháng 7 năm 1407, tức ngày 5 tháng 5, năm Đinh Hợi, dưới sự chỉ huy của viên tướng Liễu Thăng, quân Minh tiến đến cửa biển Kỳ La. Khi đến đây, giặc thấy quân và voi của nhà Hồ tràng vào để đánh, quân nhà Hồ bày trận kháng cự, nhưng đại bại. Bấy giờ trên núi Thiên Cầm có một hang động mà Hồ Quý Ly đã ẩn mình trốn giặc ở đó, gọi là hang Hồ Quý Ly. Sử sách địa phương ghi chép, sau nhiều ngày vây hãm và đánh nhau với quân ta, với sự mách nước của người dân bản địa, quân Minh dùng rơm tẩm với vôi bột phơi khô để ở cửa hang, chờ khi gió nồm từ biển thổi vào thì châm lửa đốt. Với cách này giặc bắt được Hồ Quý Ly. Như vậy, cuộc kháng chiến chống quân nhà Minh xâm lược của vua Tô nhà Hồ bị thất bại. Nhà Hồ làm vua từ năm 1400 đến năm 1407, vương triều nhà Hồ bị sụp đổ sau 7 năm tồn tại, nước ta lại nằm trong vòng đô hộ nhà Minh. Sau khi bị bắt, tất cả dòng dõi nhà Hồ bị quân Minh áp giải trên con đường mòn theo hướng đông nam từ chân núi ra bến neo đậu tàu thuyền. Từ đây tàu thuyền xuôi theo sông Lạc Giang để ra đến cửa biển để đưa về phương Bắc. Con đường này về sau được gọi là đường Bát, nay thuộc thôn Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. Về đến nhà Minh, vua cha hỏi Hồ Quý Ly rằng, giết vua, cướp nước, như thế có phải là đạo người bầy tôi không? Quý Ly không trả lời được, nên bị giam vào ngục tù. Về sau, cả Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương cũng bị xử tử tội chết. Riêng Hồ Nguyên Chừng được nhà Minh biết là ông rất có tài về khả năng chế tạo vũ khí và xây dựng, nên đã tha chết cho ông và bắt ông phải đổi họ là Lê Trường. Lúc bấy giờ, vua phương Bắc là Minh Thành Tổ đang xây dựng kinh đô Bắc Kinh đã được một năm, vua liền giao nhiệm vụ cho Hồ Nguyên Chừng đốc thúc phần xây dựng còn lại. Năm 1421, kinh đô Bắc Kinh đã được hoàn thành. Kinh đô Bắc Kinh không chỉ trở thành trung tâm văn hóa, chính trị, di tích lịch sử, không chỉ đứng đầu ở Trung Quốc mà hơn hẳn các kinh đô khác trên thế giới, mà Hồ Nguyên Chừng đã có công lao lớn trong việc xây dựng kinh đô này. Thời gian này, Hồ Nguyên Chừng cũng được lên làm đại quan cho nhà Minh, thậm chí là Hồ Nguyên Chừng còn làm đại quan trải qua 4 đời vua của nhà Minh, thăng từ chức lang trung, hữu thị lang, lên chức thượng thư. Ghi chú thêm, sau Khương Công Phụ, đến thời Hồ Nguyên Chừng, nước ta có đến 2 người tài đã từng làm quan to dưới các triều đại là nhà Đường và nhà Minh ở Trung Quốc. Hồ Nguyên Chừng làm quan trong triều đại nhà Minh, ngoài ra ông còn có nhiệm vụ chính là trông nom việc chế tạo và tu sửa vũ khí. Ông còn chế ra súng thần cơ, hiệu nghiệm hơn hẳn các loại súng đương thời của vua Minh Thành Tổ. Theo lệnh vua Minh, nếu các tù binh Đại Việt biết chế tạo vũ khí như hỏa súng, đoạn tiễn, thần tiễn, thuốc súng đều bị áp giải đến Nam Kinh, tổng cộng lên đến khoảng 17.000 người. Theo sách Hỏa Long Kinh, thuộc Trung Hoa, năm 1446, Hồ Nguyên Chừng mất, hưởng thọ 73 tuổi, an táng tại vùng núi phía Tây Bắc Kinh, sườn núi Ngọc Đài, thôn Nam An Hà. Quay lại nước ta, sau khi nhà Hồ kháng chiến thất bại, thì đất nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Minh. Chúng coi nhân dân ta như cỏ rác và làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận giặc Minh đến tận xương tủy. Nên ắt có câu, đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Thiên tài Nguyễn Trãi cũng nhận xét, quân của nhà Hồ, trăm vạn lòng. Tuy trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, dù có thất bại, nhưng Hồ Nguyên Chừng không chỉ là vị tướng tài, mà còn được coi là ông tổ của nghề đúc súng thần công của Việt Nam. Nhờ sự thông minh và khả năng suy nghĩ phi thường, ông đã phát minh và sáng chế ra nhiều loại súng có sức công phá kinh hoàng. Trong đó, ông phát minh ra phương pháp đúc súng mới, gọi là súng thần cơ. Trong cuộc chiến, súng của ông đã có sức sát thương và công phá hơn hẳn các loại súng thời bấy giờ. Thế nhưng dù được trang bị vũ khí hùng hậu, nhưng nhà Hồ vẫn không đẩy lùi được sức tấn công của giặc. Bởi lẽ, nhà Hồ không thuận lòng dân từ trước, nên đã thất bại dễ dàng trong công cuộc giữ nước. Trong lúc giặc dương cao cờ phù trần diệt Hồ, giặc Minh bắt được nhiều súng thần cơ và bắt luôn người sáng chế ra nó. Vào thời Hồ Nguyên Chừng, thế giới còn đang thay nghén về súng Đại Bác, thì chúng ta càng tự hào về những sáng chế của ông. Không chỉ là người đầu tiên đúc súng thần cơ ở Việt Nam, mà Hồ Nguyên Chừng còn là người truyền bá, chế tạo súng sang Trung Quốc. Như vậy, quân nhà Minh đã học lấy cách chế tạo của người Việt để đánh lại người Việt. Cụ thể, chúng áp dụng chống lại cuộc kháng chiến 10 năm ròng rã của vị anh hùng Lê Lợi và cả sau này. Ngoài ra, nhà Hồ đã cho xây dựng thành Tây ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đây là tòa thành rất quy mô, kiên cố và độc đáo nhất tại Việt Nam từ ấy đến nay, khi được kết nối bởi rất nhiều tảng đá siêu to khổng lồ. Cho đến ngày nay, hơn 600 năm đã trôi qua, cùng nhiều biến cố lịch sử, những phiến đá đó phủ đầy rêu bụi và thời gian vẫn nằm chờ đó. Nhưng ít ai biết rằng thành Tây Đô được xây dựng dưới sự chỉ huy của Hồ Nguyên Chừng, và thật ngạc nhiên khi biết rằng công trình này được hoàn thành trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 3 tháng, từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1397. Ngoài ra, Hồ Nguyên Chừng còn được coi là cha đẻ của thuyền cổ lâu, loại thuyền chiến có 2 tầng. Tóm lại,
Hồ Nguyên Chừng không chỉ là thiên tài về khoa học xây dựng, công nghệ chế tạo vũ khí, mà ông còn là một tài năng về văn học. Vì sống cuộc đời lưu vong ở Trung Hoa, Hồ Nguyên Chừng đã soạn ra cuốn Nam Ông Mộng Lục. Đây là tập văn xuôi viết bằng chữ Hán đầu tiên, mở đường cho khuynh hướng viết hồi ký trong văn xuôi tự sự Việt Nam chúng ta.